Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo ráp máy tính PC ha. Đầu tiên là mình tháo cái nút này ra. Rồi mình giật cái nắp. Rồi hạ xuống. Đây ha. Đầu tiên bộ phận cần tháo là giật cái dây tín hiệu của cảm hình ra. Rồi sau đó mình rút toàn bộ dây nguồn ra hết. Toàn bộ dây nguồn ra ha. Đây. Đây là cáp nguồn chính để cắm vô main. À đây cộng lớn nhất nè, cộng là lớn nhất ha, các bạn thấy. Lùm gừng cho thấy. Thấy không? Thấy cầm này không? Rồi để mình focus cho nó rõ lại. Đó. Tăng độ sáng lên ha. Đấy. Đây, đây là cái cổng chính này ha. Mình giật ra. Thế là bên hông nó có một cái lẫy. Mình bóp cái lẫy này mình giật. Bên hông cái lẫy này nè. Đây, này nè, có một cái lẫy này ha. Bóp mình giật thôi. Bóp giật. Giật theo xéo lên một bên trước rồi mới giật qua bên thứ hai ha. Đây cộng dây của nó ha, đây cộng dây nguồn đó, nó nằm phía này. Rồi tiếp theo nó có một cái nguồn để vô CPU. Đây nguồn này nó cũng có một cái lẫy, bóp cái lẫy này ra, lẫy nằm bên đây ha, bóp ra nè, bóp này ha. Mày nhìn đây thấy nè. À, cái lẫy này ha. Rồi bóp ha, rút ra nha. Đấy. Rồi ở đây có cái nguồn để cắm cho quạt CPU. Thì đây mình không cần, mình giữ cái nguồn đó lại. Tại đó mình lấy men ra mà. Chứ lấy này ra thôi. Này. Cái nguồn cấp cho CPU này thì gồm có hai sợi, mỗi sợi 4 lỗ ha. Thì mấy men đề cũ nó chừng 4 thôi, còn men đề mới phải cần 8, cần chập hai lại cái lại. Còn men đề cũ mình chừng 4 cái đủ rồi ha. Rồi. Thì là mình được dây nguồn CPU nè, nguồn RAM nè ha. Rồi tiếp theo thì mình dứt dây nguồn dưới đây. Giờ mình lấy cảm hình ra trước để cho mấy bạn thấy rõ ha. Đây, muốn lấy ra thì phải tháo cái vít của cái nắp che lại. Che này ha. Lúc này mình thấy là có một con ốc để xiết cái cảm hình ha, xiết cảm hình tháo ra. Rồi tháo ra xong giật cái hình thì dưới chân cảm hình nó cũng có một cái lẫy à, dưới chân này nè một cái lẫy. Các bạn giật xiên ra đây nè, giật xiên kỹ cái lẫy của nó. Đây nó một cái lẫy nè. Chỗ dưới ngay cái chỗ anh ra nè. Xíu à. Đó, mình thấy giật nhẹ 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 ra. Thì cái lẫy nó bung ra. Nó giật bây giờ ha. Đó, thì nó còn cái lẫy chút xíu này không? Giật ở bên phía chỗ kia. Đưa cái men. Rồi xa làm tí à, có cái lẫy bóp ra nữa. Dưỡng thanh RAM thì mấy bạn cũng ấy thanh RAM đó thôi. Thanh RAM đây. Do mình là cái máy quay phim á. Mình dưới mình thấy dứt cực cái dây này vô.
để che của mình. Đó, cái đẩy không? Rồi ok. À, cả màn hình. Cả màn hình này là 4G GTX 970. Cũng thuộc lại là cạc mạnh nhưng mà đời cũ rồi. À. Rồi. Tiếp theo thì mình dứt cái mấy cổng USB, cổng SATA của ổ cứng ra. Cổng SATA của cứng trên main, nghe gì dính trên main mình dứt ra hết. Đây, đây là dây cấp nguồn cho cái USB. Nguyên đóng dây này cấp nguồn USB của cổng trước. Đó, cổng trước nè, hai cổng USB trước là nguồn này. À. Rồi, cái gì? Cái âm thanh này gì? Dây âm thanh này là của hai cái lỗ âm thanh này. Đây là dây này. Cũng rút ra. Còn đây là cục pin CMOS ha, pin CMOS ở cái này nè. Thì thỉnh thoảng mấy bạn mà bị bật máy mà nó cứ báo sai ngày, sai giờ, hoặc lúc nào cũng hiện lên một ảnh đen đen bấm vô win đó, thì do cái pin CMOS này hết. Thì nó cũng khó hết lắm. Khoảng cậu mấy năm mình mới thay cái cục pin này lần. Đây là cái dây ổ cứng đó. À, ổ cứng thì nó cũng có dây nguồn cho ổ cứng và cái dây tín hiệu SATA. Rút là luôn. Rút là luôn ha. Rút là luôn. Rút là luôn hết luôn. Rồi, đây là ổ SSD mình gắn trên đây nè. Cũng vậy nó cũng dây SATA này ha. Dây SATA. Là dây tín hiệu á. Đây dây nguồn. Nguồn cho nó ha, nguồn cho nó nè. Nó dứt rồi hết luôn ha. Rồi, cái RAM này không mình dứt, ở dính trên main là lát mình tháo main lên luôn. Rồi, mình dứt sạch sẽ rồi đó. Rồi, bây giờ mình tháo cái bộ nguồn này ra luôn. Nguồn này, nguồn Corsair 550V thuộc lại nguồn xịn. Mặc dù không phải 80 lux nhưng mà nó là thuộc loại xịn. Mấy nguồn xịn thì cầm nó rất là nặng tay. Và cái máy nó hư hay không á là do cái bộ nguồn này. Tại vì nó sẽ cấp điện ổn định cho cái main board và cấp đủ điện cho cạc màn hình. Cái cạc màn hình này rất là hao điện, rất là hao điện. Cái main board thì xài cũng được nhưng mà cạc màn hình là thành ra mỗi lần mình mua cạc màn hình thì mình phải tính cái công suất của cái này, thường là 550 là nó tính là 550W ha. Mà mấy cái nguồn xịn á thì nó mới tính đúng watt, còn mấy cái nguồn dởm á nó ghi 550 mà thực ra nó có xài chạy có 300 mà. Thành ra lưu ý là nguồn máy tính rất là quan trọng ha, tại vì cái nguồn mà dởm á là vài bữa là nó không đủ công suất á, điện là nó hư luôn cái main của mình và hư CPU luôn. Là mua đầu đầu tư phải mua cái nguồn xịn. Thì thường á là máy mà có cạc màn hình giống như vậy đó thì nên mua là 750W là ok nhất ha. Cái cạc màn hình có nè 750W nhưng mà do cái điện này mình đã tính đủ cho cạc màn hình rồi để mình xài vừa đủ thôi. Và cái loại main này cũng đời cũ, không phải đời mới lắm. H110 thật ra là nó không tới nổi mà xài CPU điện nhiều, tốn điện nhiều ha. Đó. Đây, đây là bộ nguồn đó ha. Cái công tắc phía sau, một cái nguồn đó. Đó. Còn dính vô ổ cứng nè. Ổ cứng đây, ở đây có hai ổ cứng, ba ổ cứng. Đây là tín hiệu cho quạt phía trước, nguồn điện cho quạt. Đó, nó xịn không? Cầm rất là nặng tay ha. Rồi tiếp đến là mình tháo mấy cổng SATA ra, SATA tín hiệu cho ổ cứng ha. Đây là, rồi cái này là cái nguồn cấp nguồn cho main nè. Cái nút mà power ở đây
À, nút power ở đây nè. Mà nó chạy được là do cái tín hiệu này. À, tín hiệu của mấy cái tín hiệu này, ổ cứng rồi nguồn rồi reset máy là do toàn bộ do cái dây này hết. À, ở dây này thì nó có sơ đồ trên men, mỗi lần mua cái men bo đó thì nó có cái sơ đồ trên men. Sơ đồ đó mình biết mình cắm cái dây này ha. À, nếu mình cắm nhiều quen nó có một kiểu một rồi ha. Đa số có một kiểu một không? Đây là một đống dây này ha. Nó gồm những cái đầu dây này ha. Đầu dây này của là power led, là cái đèn led, đèn led của này nè. Đèn led thì mình bật lên đó, nó có một cái màu là đèn của cái nút nguồn đó. Đó. À, thì bao giờ cũng có cộng trừ hết đó, à, có cộng thì có trừ, nè thấy không, cộng trừ, à, bao giờ cũng điên cặp này nè, đi cộng với trừ thấy không, bao giờ lấy cộng bao giờ là lấy trừ, à, rồi tiếp theo là đèn của nút reset, à, nút reset nó có nút reset đây nè thấy không, bấm cái nó reset lại máy đó, à, nút này nè thì nó có nút reset này không, nó cũng có một cặp này không, rồi tiếp theo là nút power switch, chính là cái nút này là chính nè. Là nguồn ha, à, bật lên nguồn á, bật lên mà đèn nguồn là do power switch này. Rồi tiếp theo nó có cộng dây là HD led ha. Lúc mà đọc ổ cứng á, mình thấy cái ổ cứng nó chớp 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 đỏ đỏ là do cái này, do tín hiệu của này nè ha. Đây là led. Rồi, còn đây là cộng audio hồi nãy mình nói, audio là của hai cái lỗ này phía trước nè. Thấy không? Cộng audio của hai lỗ phía trước nè. Rồi thêm cộng USB. Đây là USB, à, USB thì cái lỗ audio nó khác một tí, nó có một chân mà nó bị bít lại đó, hai cái lỗ này khác ha. Cái audio thì nó bít ở chân thứ, thí dụ mình theo thứ này á, thì nó bít ở chân thứ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, bít chân thứ 9. Còn USB thì bít ở chân thứ 6, phải không, bít lại. Anh em rất là dễ phân biệt ha. Thành ra khi mình cắm này mình khó cắm lỗ rồi lắm, à, không có cắm nhầm được. Lý do cái lỗ nó đã định sẵn là mình cắm nhầm mà cắm không vô, à, nó không sợ sai. Chỉ có cái này nè, chỉ có cái này các bạn có thể cắm nhầm, vì mấy bạn phải coi sơ đồ men ha. Những cái này nè có thể cắm nhầm, sơ đồ men mới được biết được ha. Rồi tiếp theo thì cái này đây đi nè, mình tháo cứng ra. Ổ cứng thì nó có hai mặt, mình siết hai mặt, siết mặt tùy mình. Ở đây không nhớ là siết hai mặt hay mặt, cứ tháo ra thôi. Sức có mạng rút ra luôn ha. Đây, cứng này là 1 terabyte, cái này gọi là HDD. À, HDD là nó có một cái đĩa ở trong giống như đĩa CD vậy đó, à, giống như đĩa CD trong đó. Thì ổ này đa số dùng chứa dữ liệu, à, chứa dữ liệu, à, là dung lượng nó là lớn, à, và nó rẻ hơn ổ SSD ha. Đã dung lượng rất là lớn. Rồi tiếp theo cái ổ cứng thứ hai, ở đây mình chứa dữ liệu nhiều thì mình có hai ổ cứng, cái hồi nãy là 1 terabyte. Cái này là của Western Digital, còn nãy là của Western Digital luôn. Nó cái này ổ này thì có 160GB thôi. À, ổ này cho 60, ổ này là xưa cũ lắm rồi. Nhưng mà vẫn là cổng SATA ha. Đây cổng SATA của nó là vậy nè. À, cái này là nguồn, còn cái này là tín hiệu nè. Cái này không có sử dụng tới. Đó, ổ cứng ha. Cũng HDD luôn ha. Rồi bây giờ tới ổ SSD. Ổ SSD nằm đây. Mình ăn cặp không đây nè. Thank you.
2 giờ 6 ngày đầu SD ha. Còn đây là của Kingston và là 120GB à, 120GB nè, à, Kingston. Đây ở đây nó nhỏ vậy thôi ha, nhỏ xíu à, mà chạy rất là nhanh, tốc độ nó gấp tốc độ nó chạy nhanh gấp 10 lần gấu cứng này luôn ha. Đây nè, so sánh ha, thấy không, thấy không cứng không, SD rất là nhỏ, nhỏ bằng như đây thôi à, nhưng mà nó chạy nhanh gấp 10 lần gấu cứng này à. À, thật ra là mình cài video, cài chương trình là toàn bộ nằm trong cái ổ cứng này hết, mà dữ liệu chứa vô đây. Cái ổ này có 128GB trong khi ổ này 1TB. À, ổ này thì lớn hơn gấp 10 lần ổ này rồi chứa dữ liệu. À, hiện nay thì cái ổ SD này có dung lượng cũng lớn, 1TB có, 2TB có, bao nhiêu cũng có hết. À, tuy nhiên cái nếu mấy bạn chứa vô đây á mà nó bị sốc điện cái là dữ liệu mất sạch, không còn gì hết, à, mất hết luôn, mất hết, hư ổ đĩa luôn là mất hết. Còn nếu cho vô đây nè, ổ cứng này thì thỉnh thoảng nó bị bét, à, xài lâu năm nó sẽ bị bét, nhưng mà nó chỉ hư một vài cái file thôi, hoặc thường là nó hư ổ C thôi, ổ C chương trình thôi. À, còn mấy ổ dữ liệu nó vẫn nguyên. Thật ra có mua máy ráp máy thì bao giờ cũng hai ổ hết ha, một ổ là dùng để chạy win cho nó nhanh, chạy chương trình cho nhanh, còn ổ chứa dữ liệu ha, thì nó rất là bền, nó khó hư lắm. Ổ này là khó mà bị sốc điện giống như thế này, cũng hồi xưa có nhiều lắm, hồi xưa cũng bị sốc điện nhiều lắm mà giờ cũng ít rồi, không bị nữa. Nên mua này chứa dữ liệu, mà mấy bạn làm đồ hoài phải mua từ 2TB trở lên, chứ 1TB cũng không đủ. Đó, cái đó là ổ cứng HDD và SSD ha. Còn ai mà mua SSD nhanh á thì chép dữ liệu cũng nhanh luôn, nhưng mà nó hư một cái là mất hết dữ liệu á. Thành nên nếu mà mua SSD mà cũng xài một ổ lớn á thì nó nhớ là mua một cái ổ di động backup bên ngoài, đừng chứa dữ liệu quan trọng vô cái ổ này. Ổ này hư một cái là mất hết dữ liệu. Rồi đó là ta sáu thông tất cả các thường đi qua nó. Bây giờ thả trên men, à, thả men thì trên men nó có mấy con ốc đây, nó xiết vô đây nè, không một con nè, hai con, thường là sáu con ha, gỡ sáu con là xong. Rồi một con nè, không hai con này nha, à, đây nè, đây là ba con này, bốn con này, đây hai con ở đây ha. Có thấy đấy, năm con nè, sáu con nè, thường là sáu con đủ cho ship men rồi. Giờ tháo ra sạch sẽ luôn. Năm con, chiếc con màu đen hình là hơi khó thấy. Rồi, ok, xong rồi.
Đây, main board này là main board Asus H110. À, loại này thì chỉ có 2 RAM thôi. À, loại này là thông thường. Thì khi mình mua, mình nên mua 4 RAM ha. Để khi mà nó có hư một khe nào đó thì mình vẫn còn mấy cái khác nó còn lắp lại. Và thường 4 RAM thì nó chạy 1 cặp gì. Một cặp gì nó đi 2 cặp giống nhau, ví dụ 8GB, hai cái thanh 8GB hay 16GB. Còn hai thanh 16GB hay 32GB. Và một số main ví dụ có hai cái loss đó thì nó chỉ hỗ trợ tới 16GB thôi, có cái hỗ trợ tới 32GB ha, tùy cái. Mà 4 cái thì hay nhất, 4 cái thì có khi nó hỗ trợ tới 64GB. Vậy. Thì ở trên đây có một cái khe này là dùng để cắm ổ SD mà dạng NVMe ha. Ổ M2 đó, cắm ở đây nè. Nào nó có là M2 support nè, mình cắm vô đây ha. Ổ này chạy nhanh hơn cái ổ SD hồi nãy luôn. Ổ này giống như một cái thẻ nhớ vậy đó, nó chạy nhanh hơn cái ổ nãy. Nãy của pin CMOS ở đây. Rồi, cái cổng SATA có ổ cứng ở đây ha. Đây là cổng SATA có ổ cứng. Hôm nay khe mở rộng, PC address. Đây cái cam màn hình nè. Không cái lẫy này không? Cái lẫy cam hình nãy mình lấy nè. Rồi, cái đây là cái cổng của cái main ha. Thì bao giờ cái mua cái main cũ thì các bạn nhớ là có cái chặn main. Chặn main đây nè. Đó cái chặn main kèm theo ha. Đắp vô để vừa cái này. Sao cho hoa nó không vừa. Thế nào không? Chặn men mất cho đây ha. Đây này dưới đây chứ. Được rồi, đây nó chặn men cho đây nó vừa ha. Đó, nhớ là mua men cũ thì phải có cái chặn men này ha. Có nhiều người bán không có chặn men này là mấy bạn bụi nó vô máy dữ lắm. Rồi đây là cái RAM. Cái RAM thì tháo rất dễ ha, đây nó vô khe nè ha. Ví dụ mấy bạn muốn tháo RAM mấy bạn chỉ cần nhấn nè. Nó có lẫy đây ha không? Lấy không? Nhấn cái nè. Đó, giật ra thôi. Ra, đây là RAM. Thanh này là 8GB hay là 8GB. Và cái này là RAM DDR4. Thì nhớ mỗi lại dòng main nó có cái bus khác nhau. Cái bus DDR4 là nó khác nhau mấy cái khe này nè. À, ví dụ DDR3 máy đời cũ thì cái khe này nó chạy chỗ khác. DDR2 đồ cũ hơn chạy chỗ khác. DDR nó chạy chỗ khác nữa. Đó, thành ra mấy bạn có cắm nhầm cũng không được. Thành ra mua nhầm RAM á thì không đúng cái khe chỗ này á, mình cắm vô không được ha, nó có khớp này không? Thấy khớp không? Nó có khớp như này nè, thì nó hợp với cái khe chỗ này luôn. Thành ra nếu mình mua lại RAM khác á, mình cắm vô không khớp này nó không vừa. À thành ra khó sai lắm. Anh như đặt chiều này ngược lại là cũng không gắn được ha, không phải đúng chiều này. Anh mới vô cái khe đó. Đó là cái RAM. Rồi, còn giờ CPU. Đây là quạt CPU nè. Ha. Các bạn muốn tháo thì dứt cái này ra luôn. Dứt này luôn ha. Dứt cái thanh này ra. Rồi cách tháo quạt á thì như sau, mình dặn mấy này nè. Ha, mình dặn mấy thanh này. Dặn nè, dặn qua theo ngược chiều kim đồng hồ ha. Dặn qua thấy không? Thấy cái rãnh này đâu? Dặn ngược qua nè. Ngược qua ha. Thấy rãnh này không? Thấy rãnh này không? Cái rãnh xi nè, dặn ngược qua. Ngược chiều kim đồng hồ. Còn lại cũng vậy nè. Cái này mình rãnh nè, ngược chiều kim đồng hồ nè. Đó, rảnh vậy xong mình bấm đây cái kêu bắt. Hôm nay bắt, cái này bắt. Rồi dứt ra thôi ha. À, dứt mạnh ra thôi. Ok, đấy, là xong cái quạt ha. Rồi, mấy cái quạt này nè, giờ do cái CPU này nó cũng i5 6500 thì cũng không nóng lắm ha. Còn mấy cái dòng ca nóng thì cái quạt này không đủ. Mấy bạn phải mua quạt tản lớn ha. Cái quạt này là mặc định đi theo cái CPU này nè, nó không đủ mạnh ha. À, khi mình xài cái CPU mà mạnh á, CPU mà i7 cho lên á thì cái mấy quạt này nó không chịu nổi. À, thành ra phải mua cái quạt tản lớn. Khoảng 1.000.000 cây. Con này nó đi kèm theo cái cục CPU rồi nên nó. Đây là con chip ha, chip CPU này. Muốn tháo con chip thì giật cái lẫy này ra. Giật cái lẫy này ra không? Nó có cái lẫy nè. Chip nè. Đó, giật ra thôi. Không, lấy ra thôi ha. Rồi, lấy ra nha. Cái này phải cẩn thận nha, nó bị mẻ cái chân là thua luôn á ha. Mẻ chân là hư men mà hư CPU luôn á. Ngã ra vậy thôi nè. Không, đấy. Đây là CPU này không? Đó. Cái đề CPU nó sẽ ghi trên đây. Ở đây nó có một cái lớp keo nó bôi rồi, mình không thấy đường. À, mình không thấy đường. Cách gắn chân CPU cũng vậy, là nó có cái mũi tên màu vàng, mấy bạn thấy không? Mũi tên vàng nó chỉ cho cái góc khuyết nè.
thì các cái chân màu vàng đây nó đều đủ chân hết, nhưng mà riêng cái chỗ này góc khuyết thì chân màu vàng này nó sẽ nằm vô cái góc khuyết này để anh em khớp ha. Là cũng dễ phân biệt bằng cách là nó có hai cái lỗ khe đây nè, hai cái lỗ khe đây với lỗ khe này nè, vô khớp rồi là bạn quay vô chiều kháng được. Nhưng mà nếu bạn quay qua chiều kháng mà không để vô á, mà nó vừa á, mà nó, mình ép vô là nó gãy chân CPU là thua luôn, là xưa thua men luôn ha. Là nhớ rồi cách xiết nè, để cái này nè nó chạy chạy vô ốc này ha, chạy ốc rồi đẩy này xuống thôi ha, đẩy này xuống đẩy vô đây đó, móc vô ha, vậy thôi. Rồi cách cắm quạt lại cũng vậy, là mình hồi nãy là xây ngược chiều kim đồng hồ, còn lúc mà cắm vô thì xây ra, lát mình để qua cái men khác mình sẽ làm cho các bạn coi ha. Rồi ok, vậy là quá trình tháo máy của mình đã tới đây là xong ha. Chúc các bạn thành công, tự động biết cách tháo lắp máy, không phải phụ thuộc vô cái mấy cái tiệm, vì thực ra nhiều khi nhà xa đó, đem cái máy này nó nặng nó cũng bất tiện ha, là mình biết được cái nào hay cái đó. Rồi đây là cái máy thứ hai, bây giờ mình tháo cái máy này ra. Cái máy này mục đích là tháo đồ ra để thay qua cái vỏ hồi nãy, cái vỏ của máy này nó bị xét rồi, thành ra khách không chịu. Thì ra mình tháo cái này ra mình để thay qua cái bọt kia ha, thì cái cách tương tự mình cũng làm như cái kia. Rồi đầu tiên mình tháo ra ha, tháo cái nắp ra, được ra ha. Okay. Rồi xuống nè, đây cũng tương tự kia, mình giật từng cái ha. Cái cảm ơn này là đời cũ nè, nó sẽ nhỏ hơn cái cảm ơn hồi nãy mà nó không có dây nguồn cắm vô cái cảm hình đó, cảm hình này là cắm trên men nó chạy rồi, đề cũ nó chỉ cần chạy đây, cảm hình hồi nãy là 4G thì cái này là 2G thôi, rồi thành ra nó không tốn điện bao nhiêu hết, mà nó cắm trên men luôn, nó không cần nguồn phụ. Còn cái hồi nãy là nó rất là mà mạnh, thành ra nó tốn thêm hai cái dây nguồn phụ cho nó nữa ha. Rồi đầu tiên mình tháo cái này trước ha. Rồi, vậy nó có cái lẫy như đây, nhấn vô lẫy bung ra, này cũng giật lên xéo xéo nó ra, hay cài nhỏ xíu ha, cài rất đơn giản, 2G ha, hai bụi nè, là xài thời gian mấy bạn sẽ sạch rửa bụi nè, đó cầm hình đơn giản ha, cái cổng đó, đây cũng có cổng cổng HDMI. Cổng DVI với cổng VGA, ba cổng, còn hay là nó có nhiều cổng hơn. Rồi tiếp theo dưới kia, cái men này to hơn cái men nãy ha, đó men này là 4 kg nè, lại này ha mấy bạn 4 kg đấy, mình tháo ra mấy bạn sẽ nhìn rõ hơn ha. Cũng vậy, cái nào cũng có những dây nguồn hết ha, giật cái dây nguồn này ra, bớt thì cái lãi dựa lên nguồn ra ha, nguồn chính của men đây ao như nguồn này ha, có khi nó tách rời nè, nhưng mà nó nhập lại nó là gì ha, rời ha, y chang cái nãy thôi ha, y chang cái máy nãy. Rồi vậy ha. Rồi tiếp theo cũng vậy, có mấy cái dây cắm trên men, dây audio, dây USB ha, USB nè, audio nè, ra luôn. Rồi cái nào dính ổ cứng, ổ cứng này ha, dây SATA nè, dây nguồn nè, ổ cứng nè. Cái máy này thì chỉ có ổ cứng HDD thôi, không có SSD ha, đồ cũ. Đây chùm dây cũng giống như nãy ha, chùm dây cũng giống. Rồi tháo cứng ra luôn.
rồi, cái này có bị ốc xít bên kia đây rồi, hạ bên đây ra được. Giật về sao ha. Nào cứng nó có xin ốc bên phía này, hồi nào mình phải tháo ốc bên này đi. Nó ra được. Theo cứng này thì 500g à, cũng West tên Digistore hết ha. Hiện giờ trên thị trường nó có ổ Seagate, thì Seagate hiện nay cũng làm tiến bộ rồi, nó không như xưa. Chứ còn hồi xưa cái ổ hiệu Seagate nó rất là nóng, rất là dễ hư máy. Nó nóng thì nó rất là dễ hư, nóng là nó dễ hư linh kiện ha. Nên hồi xưa cái ổ Seagate nó hư hoài, hiện nay thì nó đã làm tốt hơn rồi. Nó kêu như giờ xưa cái ổ từ 500g cho xuống của Seagate hư lý rồi. Rồi bây giờ tháo bộ nguồn ra. Dính nguồn không? Tháo rồi. À, dính cái này gì? Dính bên men. Tháo ra ha. Nó vô bên này có cái lẫy, nó bóp được cái lẫy mới ra được. Nó như SATA là nó gì nè ha. Cái đầu SATA để cắm vô cứng. Cái SATA. Cái quạt này nó khác quạt nãy không? Quạt này là mình mua ở ngoài gắn vô thêm. Nó sẽ công suất nó lớn hơn cái quạt nãy. Đây cũng có cộng nguồn CPU này ha. Cộng dây CPU này, nguồn của cho CPU. Bóp vô. Đây, nguồn CPU không? 4 cái ha. Mấy men này cũ 4 rồi, men này mới là tới 8 rồi. Cái quạt ở phía trước đó, ở phía trước thì nó có cái cộng này. Đây là nguồn hiệu Aspel nha. À, đây là có 400W thôi. À, nguồn này cũng thuộc lại nguồn xịn, và cái hiệu thương hiệu này đa số đi theo máy bộ. À, Aspel này hiệu này đi theo máy bộ ha, cũng thuộc lại nguồn xịn nhưng mà không bằng cái nãy thôi, máy này đi theo máy bộ. Này có số 400, có nghĩa là khoảng 400W, có cái nó ghi 400 mà thấp hơn, nhưng mà thường là 400 là 400W ha.
thì nó đủ công suất để cho cái men loại này rồi. Cái cặp bình nãy cũng thấy có 2 ghi thì như đây đủ công suất cho cái đó rồi. À. Đụng cái rớt cái điện thoại, hên quá nó chưa hư. Rồi bây giờ mình tháo cái men. Cái men này lớn hơn. Cái nào 4 cái ram thì cái men diện tích men nó lớn hơn ha. Rất là lớn. Đây có 4 cái ram này ha. 4 cái ram, hai cái xanh, hai cái đen. Mình đang cắm cặp ở đây. Thì hiện nay là cắm kiểu này nó không đúng á. Cắm mà đúng chạy siêu bình thường á thì phải cắm hai cái màu xanh vô, hai cái màu xanh ha. Ví dụ cái thanh này là thanh 8, hai này là 8 là 16 đi. Thì mình phải cắm cái thanh màu đen thì vô màu đen, màu xanh vô màu xanh. Ha. Mình cắm cặp vậy đó, thì nó chạy được siêu bình thường. Chạy siêu bình thường thì lúc mà chạy tốc độ ram nó nhân lên gần gấp đôi ha. Ừ. Nghĩa là khi cần có tác vụ yêu cầu á sẽ double lên ha. Thành ra nhớ cắm phải đúng khe, còn cắm cái này đang thì là không đúng ha. Rồi bây giờ mình tháo cái này cũng có mấy con ốc đây, một con hai con đây nằm rút này bốn con đây năm con có nữa 6 con này rồi con nào không ở đây đó gửi lên nè ok ha chào chặng men của nó ha, chặng men đương nhiên cái lỗ men nó khác bên kia, là mỗi cái chặng này nó khác nhau ha, chặng men mỗi cái men đều có khác nhau hết, ha. Không có nào giống cái nào hết, ha. Này vô khớp này ha, rồi cái men này là men xịn, mặc dù đời cũ hơn mình nó là xịn, xịn là lý do sao? Nó có cái men 4 gram bao giờ cũng xịn hơn và giá cũng mắc hơn ha, 4 gram nào không nói được ha. Rồi ở đây nó có cũng hai khe cảm hình, ở đây có cảm hình nè, đây thêm cảm hình thứ hai này ha, thì có thể là mấy bạn chạy đúp bô cảm hình đối với cái men này, khe PCI dài nè, xe PCI nhỏ nè ha, có hai xe PCI nè. Rồi cục pin CMOS thì nằm vị trí đây ha. Đây mấy cổng SATA, nhiều cổng SATA hơn ha. Ở đây có thêm một cái cổng SATA USB 3, cổng phía trước cái thùng máy mà có cổng USB 3 là cái này, thì nguồn cũng này ha. Rồi cái chân thấy không, cái chân men mà bốn khe thường nó có 8 ha, 8 cái nguồn, 8 cái lỗ cắm nguồn lực ha. Còn bình thường mấy men được cũ hơn là 4 lỗ à. Men này phải cần mới cấp đủ điện cho nó, thấy không? Rồi cái cách tháo CPU cũng như kia thôi, mà đây mình không tháo, để mình tháo kia rồi ha. Cho các bạn coi. Thì cái hiệu này cũng hiểu là Asus ha. Asus BH77M. Đời thứ 3 PCIe 3 nè ha.
lên dưới bên 3 bus. Mặc dù là đồ cũ nhưng mà mình bé các bạn nhìn cái men không thấy nó mới, tại vì mình thường để trong nhà nó chỉ bụi thôi, chứ còn nó mấy này mình đâu có đụng tới bây giờ nó mới toang, ít khi nào bị xếp, trừ khi mà ai mà quăng ra ngoài mưa và gió nó mới bị xếp thôi. Thường nó bụi là bụi cái quạt này là nhiều nhất, chứ còn mấy cái này nó ít khi nào bị bụi lắm. Ra men cũ mình nhìn những mới à, đó là cái men 4 gram là vậy, nó sẽ bự hơn mấy cái men bình thường ha. Rồi, vậy là xong cái phần tháo ráp của cái máy thứ hai.